thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các vị đại biểu, thì tôi xin phép trình bày cái vấn đề hôm nay là chẩn đoán nhận thấy Aspergillus xâm lấn. Thì nhận thấy Aspergillus xâm lấn thì nó nằm trong guideline của Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam và Hội Hô hấp Việt Nam đã hợp tác biên soạn cách đây 3 năm công bố rồi. Và năm nay chúng tôi có cập nhật lại. Thì cái bài này nó không hẳn hoàn toàn là trong guideline đó, mà chúng tôi có bổ sung thêm một số những cái thông tin bên ngoài để giải thích rõ hơn. Thì chúng ta biết là đối với nấm thì nó có 3 nhóm chính lớn là nấm men, nấm lưỡng hình và nấm sợi. Thì Aspergillus nó nằm trong cái dòng nấm sợi. Vậy đấy, khi chúng ta xét nghiệm mà thấy nói là có sợi nấm thì bao giờ cũng phải nghĩ đến đây là có khả năng là Aspergillus. Thì trong các Aspergillus xâm lấn thì người ta thấy đa số khoảng 80% là Aspergillus fumigatus, còn ngoài ra các nấm khác thì khoảng dưới 5%. Và như vậy thì trong lâm sàng thực tế chúng ta gặp phần lớn cũng sẽ là fumigatus. Trong cái chẩn đoán nhiễm nấm thì nó khác với cái chẩn đoán nhiễm khuẩn rất khó, và nếu chúng ta đầu tiên là phải dựa vào yếu tố nguy cơ. Về cơ bản, nhiễm nấm là một cái nhiễm trùng cơ hội ít khi xảy ra ở một người lành như là nhiễm khuẩn, và do đó nên những bệnh nhân nếu không có yếu tố nguy cơ thì khó lòng bị nhiễm nấm. Vì thế khi chúng ta xem xét đến nhiễm nấm, đầu tiên phải xem có yếu tố nguy cơ hay không, và ngược lại, trước những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ bao giờ phải xem là có nhận nấm hay không. Thì chúng ta có thể có những yếu tố nguy cơ cao mà điển hình như là giảm bạch cầu hạt dưới 500 bạch cầu trong 1 mm khối máu, hoặc là bệnh máu ác tính rồi ghép tủy dị thân, ghép tủy đồng loài đấy ạ. Rồi yếu tố nguy cơ trung bình như là điều trị kéo dài với corticosteroid rồi ghép tủy tự thân, COPD, rồi sơ gan, ung thư tặng đặc, HIV, ghép phổi, rồi bệnh hệ thống, vân vân. Và nguy cơ thấp như là bỏng, rồi điều trị corticosteroid ngắn ngày, rồi điều trị tại ICU, rồi sinh dinh dưỡng và sau phẫu thuật tim mạch. Thì khi chúng ta gặp những bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ như vậy thì một trong những vấn đề chúng ta sẽ nghĩ đến là liệu người ta có nhận hay không. Và ngược lại, khi chúng ta muốn chẩn đoán cái nhiễm nấm thì yêu cầu đầu tiên là phải có yếu tố nguy cơ. Nó khác với nhiễm khuẩn, một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường theo như kinh điển đi mưa về lên cơn rét run rồi thế là viêm phổi cộng đồng luôn, thì nó khác nhau chỗ đấy, các bạn hết sức lưu ý. Cái thứ hai là phải có dấu hiệu lâm sàng. Yếu tố nguy cơ phải kèm theo dấu hiệu lâm sàng. Tất nhiên cái này thì nhiễm nó cũng như nhiễm khuẩn. Thì lâm sàng là gì? Thì những cái tam chứng ở bệnh nhân giảm bạch cầu hạt như là đau ngực, kiểu măng phổi, rồi sốt, rồi ho ra máu. Rồi đặc biệt trong thực hành cho rất hay gặp tình huống là sốt kéo dài, sốt không đáp ứng với liệu kháng sinh. Và chúng ta thấy sốt, bệnh nhân sốt và chúng ta nghĩ đến nhiễm khuẩn, chúng ta dùng kháng sinh phổ rộng điều trị nghĩa là đúng rồi, nhưng mà 3-4 ngày không kết quả. Hoặc là bệnh nhân sốt điều trị nhiễm khuẩn đã khỏi rồi sau đó sốt trở lại và chúng ta làm các bi lăng nhiễm khuẩn thì thế rất thấp. Thì trong trường đó bao giờ cũng phải nghiện nhiễm nấm, vì lưu ý là những cái điều trị viêm kháng sinh phổ rộng kéo dài là một yếu tố nguy cơ gây nhiễm nấm. Nhưng mà chú ý là ở bệnh nhân gặp ở khoa Phó Giáo sư Hạnh, khoa hô hấp thì nó còn dễ. Nhưng bệnh nhân là gặp ở ICU như chỗ chúng tôi thì rất khó, vì một bệnh nhân hồi sức cấp cứu là có rất nhiều các triệu chứng nó chồng lấp lên nhau. Và nếu chúng ta không nghĩ nhiễm nấm thì chúng ta không thể chẩn đoán ra nấm được. Và đặc biệt lưu ý là cái yếu tố nguy cơ rất cao ở những bệnh nhân ở ICU. Về hình ảnh học thì cái này tôi nói là hơi chéo giò, chính là cô Hạnh nói thì đúng hơn. Chứ nữa có gì chúng ta sẽ mời cô Hạnh nói rõ hơn. Thì cái CT ngực rất quan trọng trong phát hiện và theo dõi nhiễm nấm xâm lấn. Thì các hình ảnh gợi ý cao khả năng nhiễm nấm như là tổn thương dạng đám mờ, xung quanh cơ cường sáng tức là halocyte đấy, rồi dấu liềm hơi, dưới biển không đặc hiệu như là đông đặc, rồi có nốt nhiễm nốt lớn, rồi dấu cắt cột mạch máu, hình giảm đặc độ bên trong hang, hay dấu cuồng sáng ngược vân vân. Rất nhiều yếu tố, những cái triệu chứng về CT có thể gợi ý tới một cái nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn phổi. Thì đây là một số hình ảnh như là một cái đông đặc không đặc hiệu, rồi halocyte hay là dấu hiệu liềm hơi. Chúng ta có thể dựa vào những cái này để nghĩ tới đây là một cái nhiễm nấm. Nhưng mà chúng tôi có hết sức lưu ý là trong hồi sức cấp cứu thì nó khác trong hô hấp. Trong hô hấp thì cái nhiễm nấm nó tiến triển một thời gian dài, có thể lúc người ta mới vào viện. Và khi đó chúng ta chụp phim thì chúng ta có thể gặp những ảnh điển hình. Nhưng trong hồi sức thì nhiễm nấm mới xảy ra. Và khi đó chúng ta có thể thấy gì ạ? Nhiều khi những cái đám mờ nó không điển hình mà nó lẫn với các viêm phổi khác, thậm chí lẫn với xẹp phổi. Và ngoài ra còn một số triệu chứng khác
mà trong sách vở không nói rõ, nhưng mà chúng tôi rất là thấy lâm sàng. Ví dụ chúng ta nội soi phế quản thấy có những cái giải mạc bám dính rất khó lấy, hoặc là một triệu chứng nữa như bệnh nhân liên tục có những cơn co thắt, bệnh nhân hen hay bệnh nhân COPD mà có những co thắt không thể giải quyết được bằng thuốc giãn quản thông thường, thì thông thường những cái đấy chúng tôi vẫn nghĩ đến những cái tổn thương nhiễm aspergillus mà có tính rất dị ứng. Và nhiều bệnh nhân từ những cái triệu chứng đó mới soi phế quản, mới lấy dịch phế quản để soi mới nhìn thấy aspergillus. Về chẩn đoán cận lâm sàng thì chúng ta nói về các chẩn đoán gọi là không nuôi cấy trước, vì chúng ta thấy là đây là cái màng tế bào nấm. Thì đối với aspergillus thì chúng ta thấy điển hình ở đây nó khác cái nấm khác là nó có cái galactomannan, ngoài ra nó có phần thành phần là beta 1,3 glucan. Đấy, thì cái beta 2 glucan này nó có thể gặp ở màng của nhiều loại nấm, và có thể, nhưng mà cái galactomannan là tương đối đặc hiệu cho cái nấm aspergillus, và do đó nên cái xét nghiệm galactomannan huyết thanh là một xét nghiệm tương đối nhạy. Với cái thuật ELISA thì độ nhạy ở ngưỡng 0,5 thì độ nhạy cao, và với ngưỡng 1,0 thì độ đặc hiệu cao. Và đặc biệt cái này, bên cạnh cái việc chúng ta phát hiện ra cái bằng chứng gián tiếp của nấm thì còn có lợi trong theo dõi động học của bệnh nhân. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp âm tính giả khi chúng ta dùng một số kháng sinh hoặc là một số phản ứng chéo khác, và chúng ta cần lưu ý. Thì như vậy người ta thấy là độ nhạy của các tô man huyết thanh trong nhiễm nấm sa lông phổi là khoảng 30-90%, trong u nấm thì thường là không phát hiện được. Còn trong nhiễm nấm mạn tính thì độ nhạy khoảng 40%, và nhiễm aspergillus xâm lấn bán cấp thì độ nhạy khoảng 40%. Đối với galactomannan trong dịch rửa phế quản phế nang thì chúng ta thấy là nó có thể dương tính, và đối với nhiễm nấm aspergillus mạn tính thì độ nhạy khoảng 50-70%. Nếu chúng ta có đồng thời kết quả xét nghiệm trong huyết thanh và trong dịch rửa phế quản phế nang dương tính thì cái khả năng chẩn đoán xác định aspergillus xâm lấn rất lớn. Và ngoài ra đây là cái thống kê trong một số trường hợp, như là trong bệnh máu thì độ nhạy 100%, trong ghép tạng đặc ngoài phổi thì độ nhạy 100% khi chúng ta phát hiện ra cái aspergillus trong cái galactomannan dương tính trong dịch rửa phế quản phế nang để phát hiện bệnh nhân nhiễm aspergillus. Một cái xét nghiệm mà cũng tương đối được hay nói đến là soi tìm nấm, sợi nấm ở trong dịch phế quản. Thì người ta thấy là cái xét nghiệm soi tìm sợi nấm là xét nghiệm tương đối có đáng tin cậy để xác định chẩn đoán một cái tình trạng nhiễm nấm phổi. Và đặc biệt cái soi trực tiếp này thì đối với nhiễm nấm phổi xâm lấn thì nhiều khi dương tính khá rõ, bởi vì khi dương tính chứng tỏ là cái lượng nấm khá nhiều, thậm chí là đánh giá giữa soi trực tiếp và nuôi cấy theo soi trực tiếp còn giá trị hơn, bởi vì soi trực tiếp chứng tỏ là cái lượng khuẩn lạc nấm nó cao hơn là khi chúng ta nuôi cấy phát hiện ra. Còn về nuôi cấy thì chúng ta cũng thấy nuôi cấy nó hơn soi trực tiếp. Nếu soi trực tiếp thì chúng ta chỉ xác định đấy là nấm sợi. Và nếu nuôi cấy chúng ta làm được gì, định ra được loài nấm, làm được khăn nấm đồ, thì cái này chúng ta có thể làm nuôi cấy trên bệnh phẩm đờm, dịch cút phế quản hoặc dịch rửa phế quản phế nang. Đối với khoa hô hấp thì có vẻ khó khăn hơn vì chúng ta phải lấy đờm. Còn đối với hồi sức tích cực hoặc là cấp cứu thì khi bệnh nhân đã nằm nội quản rồi thì chúng ta có thể nội soi phế quản lấy đờm nó dễ dàng hơn. Tất nhiên đối với bệnh nhân hô hấp cũng thể nội soi phế quản lấy đờm để lấy dịch phế quản phế nang được, nhưng mà rõ ràng là khi nội phế quản ở bệnh nhân nặng thì nó sẽ khó khăn hơn là bệnh nhân đã đặt ống nội khí quản. Thì khi chúng ta lấy được, nuôi cấy được thì chúng ta có thể làm được định danh loài nấm và làm được khả nấm đồ. Tuy nhiên để mà chờ được cái kết quả này thường là muộn, và nếu chúng ta chờ đến khi có cái nuôi cấy này thì chúng ta sẽ chậm trễ trong việc cho điều trị thuốc. Nhưng mà lưu ý là kể cả nuôi cấy ra nấm trong dịch phế quản thì cũng không phải là bằng chứng chắc chắn của nhiễm nấm, trước nữa chúng tôi sẽ trình bày vấn đề này sau. Và hiện nay thì càng ngày càng phát triển cái xét nghiệm trong phân tử là cái PCR, thì người ta thấy là cái PCR của cái aspergillus fungatus trong trở nên nhiễm nấm xâm aspergillus thân bấn phổi thì độ nhạy nó lên 84%. Trước đây thì người ta cho là Canada có giá chẩn đoán Canada giá trị hơn, nhưng gần đây với tiến bộ kỹ thuật thì cái PCR aspergillus cũng rất có giá trị và có thể giúp chúng ta nghĩ tới một cái nhận nấm xâm lấn phổi khi chúng ta tìm thấy aspergillus ở trong dịch phế quản.
Và gần đây thì chúng ta người ta thấy là cái xét nghiệm beta D-glucan cũng có giá trị để gợi ý một cái nhiễm nấm áp xâm lấn. Tuy nhiên cái beta D-glucan thì cái giá trị cho nó không bằng cái galactomannan, và cái độ nhạy của nó trong nhiễm nấm phổi xâm lấn là khoảng 49%. Chúng ta lưu ý là nó vì beta D-glucan nó còn dương tính trong nhiễm khác với những nhiễm pneumocystis chẳng hạn, và nó có dương tính giả trong khi chúng ta dùng một số kháng sinh thông thường. Như vậy thì chúng ta thấy là khi chúng ta phối hợp các xét nghiệm với nhau, galactomannan rồi nuôi cấy, soi tươi, rồi PCR trong máu, trong dịch rửa phế quản phế nang, thì chúng ta sẽ có nhiều khả năng bắt được nấm. Và khi đó chúng ta sẽ có bằng chứng tốt để chúng ta nghĩ tới một cái nhận nấm áp rất xâm lấn. Tuy nhiên thì chẩn đoán chắc chắn nhiễm Aspergillus xâm lấn phổi thì phải là xét nghiệm mô bệnh học hoặc là nuôi cấy dương tính từ bệnh phẩm vô trùng. Chúng ta thấy tất cả bệnh phẩm như vậy đều là nhiễm Aspergillus trong nhiễm Aspergillus thì khi mà cấy máu dương tính lại rất ít giá trị. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các nhà vi sinh học thấy là khi mà chúng ta nuôi cấy máu mà mọc Aspergillus xâm lấn, mọc Aspergillus thì phần lớn là tạp nhiễm, bởi vì cái lượng Aspergillus trong máu rất thấp. Và cái khả năng cây máu bắt được nó rất là thấp, nó không như nhiễm candida mà chốc nữa chúng ta sẽ nói đến. Như vậy thì trong một cái nhiễm Aspergillus xâm lấn, đặc biệt là xâm lấn phổi là thường gặp nhất, thì chúng ta sẽ hy vọng chẩn đoán chắc chắn khi mà chúng ta làm mô bệnh học hoặc là chúng ta tiếp một cái u nấm chúng ta lấy ra, chúng ta soi thấy nấm hoặc là nuôi cấy thấy nấm, thì khi đó mới chẩn đoán chắc chắn là nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn. Còn phần lớn trường hợp chúng ta chẩn đoán được là chẩn đoán nhiều khả năng, tức là gì ạ? Tức là có yếu tố nguy cơ, có lâm sàng, có hình ảnh và có các bằng chứng vi sinh, bảo kể cả vấn đề nuôi cấy, kể cả PCR, tức là nhìn thấy nấm hoặc là gián tiếp như beta D-glucan hoặc là galactomannan, thì những trường hợp này chúng ta đều trở nên là nhiều khả năng, bởi vì chúng ta nhìn thấy nấm ở trong dịch phế quản không có nghĩa là chắc chắn nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn, bởi vì dịch phế quản không phải là một cái dịch vô khuẩn. Thì các bạn hết sức chú ý là trong cái nhiễm candida xâm lấn, nếu chúng ta cấy được máu mọc candida hoặc là các dịch vô khuẩn mọc candida là rất quý. Nhưng trong Aspergillus xâm lấn thì nếu chúng ta không sinh thiết, chúng ta không lấy cái bệnh phẩm thì rất khó chẩn đoán chắc chắn, mà phần lớn chúng ta chẩn đoán là gì ạ? Là nhiều khả năng. Còn chẩn đoán có thể khi mà chúng ta có yếu tố nguy cơ và lâm sàng nhưng chúng ta không có bằng chứng về nấm, và khi đó chúng ta chẩn đoán là có thể nhiễm Aspergillus xâm lấn, thì cái này nó cũng giống như các nấm khác, chẩn đoán tại 3 mức độ là chắc chắn, là có bằng chứng mô bệnh học hoặc là cái dịch vô khuẩn, nhiều khả năng khi có đủ bằng chứng yếu tố nguy cơ, lâm sàng và vi sinh, nhưng mà vi sinh là bằng chứng không chắc chắn, tức là cấy dịch không vô khuẩn tìm thấy nấm, hoặc là soi thấy nấm, hoặc là các xét nghiệm không nuôi cấy tìm thấy nấm, và có thể khi chúng ta không có bằng chứng nào về nấm cả, chỉ có yếu tố nguy cơ và lâm sàng thôi. Thì ở Việt Nam phần lớn chúng ta chẩn đoán là có thể, bởi vì chúng ta soi tìm nấm không phải dễ. Rất nhiều trường chúng tôi ban đêm đưa bệnh phẩm đi thì không thấy nấm, nhưng sáng hôm sau khi bác sĩ chuyên ngành đến đề nghị soi lại thì chính cái phẩm đó lại thấy nấm. Nó đòi hỏi những cái người làm rất kinh nghiệm thì mới có thể chẩn đoán chắc chắn được. Thì cái tiêu chuẩn vừa rồi là tiêu chuẩn có thể chính thống, và một tiêu chuẩn dành cho bệnh nhân ICU, người ta gọi là tiêu chuẩn Aspergillus Species Intensive Care Unit Patient. Thì cái tiêu chuẩn này về cơ bản, về chẩn đoán xác định thì họ dùng tiêu chuẩn như là tiêu chuẩn của chính thống, tức là của hội ung thư. Nhưng mà cái tiêu chuẩn để chẩn đoán, tức là ở mức độ là nhiều khả năng, thì người ta gọi là tiêu chuẩn giả định nhiễm nấm Aspergillus phổi xâm lấn, thì bắt buộc phải bạn đủ 4 tiêu chuẩn. Thì cái slide trước là tiếng Anh, thì sau đây chúng tôi xin trình bày lại bằng tiếng Việt và phóng to lên để các bạn nhìn cho rõ. Thì bắt buộc phải có mặt đủ 4 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất là nuôi cấy bệnh phẩm đường hô hấp dưới dương tính với Aspergillus. Cũng hơi khó đúng không ạ? Tiêu chuẩn thứ hai là có triệu chứng lâm sàng phù hợp, là cái gì? Phải có sốt ít nhất 3 ngày không giảm dù điều kiện kháng sinh thích hợp, hoặc là sốt lại sau một thời gian không sốt ít nhất 48 giờ trong khi vẫn dùng kháng sinh và không có nhân gây sốt khác, tức để chúng ta loại trừ nguyên nhân sốt do vi khuẩn. Rồi đau kiểu màng phổi, rồi tiếng cọ màng phổi, rồi có chứng khó thở hoặc là ho máu, hoặc là cái hô hấp ngày càng kém hiệu quả dù điều trị kháng sinh và hỗ trợ thông khí thích hợp.
thì chúng ta có một các triệu chứng lâm sàng như vậy phối hợp với tiêu chuẩn về về xét nghiệm. Tiêu chuẩn thứ ba là bất thường phổi chụp X quang hoặc là CT scan ngực, lúc nãy chúng ta đã trình bày rồi. Và tiêu chuẩn thứ tư thì là hoặc là có yếu tố nguy cơ, thì một trong tình trạng là giảm bạch cầu, rồi có bệnh lý ác tính hoặc ung thư, rồi điều trị corticosteroid hoặc là suy giảm miễn dịch bẩm sinh hoặc mắc phải. Và nếu không có yếu tố nguy cơ này thì có tiêu chuẩn 4B là Loki bán định lượng dịch trở về phế quản thì dương tính với aspergillus và không có vi khuẩn mọc kèm theo. Thì nếu mà chúng ta có đủ 4 tiêu chuẩn đó, 1, 2, 3 kèm theo 4A hoặc 4B thì chúng ta chẩn đoán là nhiễm nấm aspergillus phổi. Và giả định, tức là không chắc chắn nhưng mà nhiều khả năng. Còn nếu không đủ, thiếu một tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ chẩn đoán là nhiễm nấm aspergillus phổi. Thì chẩn đoán là nhiễm nấm chất cư trú đường hô hấp thôi chứ không phải là nhiễm nấm xâm lấn. Thì đấy là cái tiêu chuẩn sử dụng cho bệnh nhân ICU. Thì người ta có so sánh tiêu chuẩn này với tiêu chuẩn của chính thống chúng ta đã nêu ở lúc đầu, thì người ta thấy diện tích dưới đường cong của cái tiêu chuẩn đưa ra đây là 76% và cái tiêu chuẩn của EOSTC là 57%. Như vậy cái diện tích dưới đường cong có vẻ như là khá hơn, tức là chẩn đoán được nhiều bệnh nhân hơn là cái tiêu chuẩn mà chúng ta tôi đưa lên phần đầu. So sánh về tỷ lệ tử vong, người ta thấy với tiêu chuẩn của EORTC thì cái tỷ lệ tử vong của cái nhóm chắc chắn và nhóm có khả năng nhiều khả năng nhiễm nấm xâm lấn thì cái khác biệt nó không nghĩa thống kê, và cái nhóm mà không chẩn đoán được thì tỷ lệ tử vong nó thấp hơn. Đối với tiêu chuẩn của bệnh ICU thì người ta thấy là cái nhóm mà chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn có khả năng đấy thì cái tỷ lệ tử vong có vẻ như là thấp hơn, tức là tỷ lệ sống còn cao hơn cái nhóm của cái EORTC. Và như vậy ta cho là có thể là cái nhóm bệnh nhân dùng tiêu chuẩn ICU này đã chẩn đoán được nấm phổi nhiều hơn là tiêu chuẩn của EORTC, và như vậy thì có khả năng là do nó dùng thuốc sớm và có hy vọng là sống tốt hơn. Thì đấy là cái tiêu chuẩn dùng cho bệnh nhân ICU chứ không phải tiêu chuẩn dùng cho bệnh nhân của cô Hạnh ạ. Với cô Hạnh thì có một tiêu chuẩn riêng là dùng cho bệnh nhân nhiễm nấm xâm lấn, aspergillus xâm lấn ở bệnh nhân COPD và nặng cần phải nhập hồi sức tích cực. Thì với tiêu chuẩn Bunpa dành cho bệnh nhân COPD thì người ta thấy yếu tố nguy cơ thì đồng thời có chức năng phổi là gôn 3 hoặc gôn 4 và dùng corticosteroid toàn thân mà không có yêu cầu đặc hiệu về liều hoặc liệu trình điều trị, hoặc điều trị với corticosteroid đường hít trong ít 3 tháng. Cái này thì bệnh nhân nào cũng có, nhất là gôn 3, gôn 4. Chúng ta đã gặp những bệnh nhân hen dùng corticosteroid kéo dài nhiều năm và sau đó nhiễm aspergillus và không thể điều trị được. Cái thứ hai là có dấu hiệu hoặc triệu chứng lâm sàng phù hợp thì sốt kéo dài ít 3 ngày, sốt sau một thời gian ít 48 giờ, tức là cũng triệu chứng về sốt nhưng mà loại trừ được nhiễm khuẩn, tức là mặc dù kháng sinh phù hợp hoặc là điều trị kháng sinh hết sốt rồi sốt trở lại và không có bằng chứng nhiễm khuẩn và không có nguyên nhân khác gây sốt, rồi khó thở hoặc ho máu gần đây hoặc là hô hấp ngày càng kém hiệu quả, tức là những triệu chứng về hô hấp nó gần giống nhau giữa các tiêu chuẩn. Thì nếu chúng ta có yếu tố nguy cơ cộng với một trong số các dấu hiệu hoặc triệu chứng lâm sàng và kèm theo hình ảnh học có bất thường trên CT hoặc X quang ngực trong vòng mới xuất hiện trong vòng 3 tháng trở lại đây, cùng với dữ liệu về nấm học, thì một trong số các sự kiện lâm sàng như là cấy hoặc soi cươi tươi thấy bệnh phẩm của bệnh phẩm nấm gấp dưới đấy dương tính với aspergillus, hoặc là xét nghiệm galactomannan huyết thanh hoặc dịch rửa phế quản dương tính trong 2 lần liên tiếp, hoặc là huyết thanh và dịch thực quản đồng thời dương tính, thì với cái tiêu chuẩn như vậy người ta nghĩ tới đây là một cái nhiễm aspergillus xâm lấn phổi. Tôi nhắc lại là một yếu tố nguy cơ, hai là lâm sàng, ba là điện quang và bốn là các bằng chứng nuôi cấy hoặc là không nuôi cấy tìm thấy nấm aspergillus. Nhưng mà cái bằng chứng này là bằng chứng gián tiếp chứ không phải là bằng chứng chắc chắn, tức là không phải là chúng ta tìm được qua mô bệnh học hoặc là qua cấy một sinh thuyết phổi, thì khi đó chúng ta sẽ chẩn đoán nhiễm nấm xâm lấn ở bệnh nhân COPD. Để tóm lại thì đây là cái hướng dẫn tiếp cận chẩn đoán nhiễm nấm aspergillus xâm lấn trong chúng tôi có đưa ra trong cái guideline hướng dẫn mới hiện nay và chuẩn bị thông qua vào chiều mai. Thì chúng ta thấy đầu tiên là yếu tố cơ địa, nếu không có thì ít nghĩ đến nhiễm aspergillus xâm lấn. Nếu có yếu tố cơ địa thì xem có lâm sàng và điện quang hay không, nếu không có thì cũng ít nghĩ đến. Nếu có yếu tố lâm sàng điện quang thì chúng ta xem, nếu mà giải phẫu bệnh sinh thiết được là chắc chắn nhất nhiễm aspergillus xâm lấn. Còn
Nếu không được thì chúng ta xem vi sinh có nuôi cái đợt bệnh phẩm vô khuẩn hay không. Nếu nuôi cái đợt bệnh phẩm vô khuẩn dương tính thì cũng là chắc chắn. Còn nếu mà không thì chúng ta phải kết hợp thêm các bệnh cảnh lâm sàng và các xét nghiệm khác thì nó sẽ nằm ở cái nhánh này. Nhánh này tức là có cơ địa, có lâm sàng, có huyết thanh học tức là các xét nghiệm mà không nuôi cấy và có vi sinh, có thể là nhuộm soi rồi PCR hoặc là nuôi cấy nhìn thấy Aspergillus nhưng mà không phải ở bệnh phẩm vô khuẩn. Thì nếu mà có thì chúng ta sẽ chẩn đoán là nhiều khả năng nhiễm nấm áp xe xâm lấn. Và nếu như không có, chỉ có lâm sàng và cơ địa không, chúng ta chẩn đoán là gì? Có thể nhiễm áp xe xâm lấn. Và trong hướng dẫn điều trị thì với mức độ nhiều khả năng thì chúng ta sẽ điều trị theo kinh nghiệm. Và nếu mức độ có thể chúng ta cũng sẽ điều trị theo kinh nghiệm để chúng ta đẩy sớm lên cái việc điều trị nhiễm nấm áp xe xâm lấn. Và phần điều trị tiếp theo này thì Phó Giáo sư Hạnh sẽ trình bày với các anh chị. Thì chúng tôi xin phép kết thúc bài báo cáo chúng tôi ở đây hôm nay và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vâng, xin trân trọng.